Bất động sản Phan Hảo Bà Rịa Vũng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Thì hôm nay em đang có mặt tại xã Tăng Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho quý anh chị. Mặt tiền đường nhựa nằm trong khu dân cư đây ha. Mặt tiền đường nhựa thông luôn nha quý anh chị. Thì hôm nay em có lô đất là tổng diện tích là 1.000 mét vuông ha. Đây, chủ đã đo ranh cắm mốc hết rồi. Bám mặt tiền đường nhựa là 21 mét, sâu vào trong là 50 mét luôn quý anh chị. À, giá chỉ có 600 triệu thôi. À, đất mình là đất cây lâu năm ha. Đây. À, chủ đã đo ranh cắm mốc hết rồi nha quý anh chị. À, anh chị nào mua đầu tư, mua để đây ha. À, sau này mua để dành cho con cũng được nha quý anh chị. À, giá khá là rẻ luôn. Giá chỉ có 600 triệu. À, 1.000 mét vuông luôn nha quý anh chị. Thuộc xã Tăng Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đây khu dân cư đây ha. Mình là khu dân cư nhà bên này nha quý anh chị. Mình sát với lại đường tỉnh lộ 328 ha. Mình cách cái đường tỉnh lộ 328 đây khoảng tầm 3 km nha quý anh chị. Khá là gần ha, đi khoảng tầm 5 phút. Đây chủ có đo ranh cắm mốc hết rồi ha. À, ngang là em xin nói lại là ngang là chiều ngang là 21. À, chiều dài nè. Chiều dài bám từ và đường nhựa này đi vào đuôi phía sau mình là 50 mét ha. Tổng diện tích là 1.000 mét vuông, hơn 1.000 mét vuông ha, 1.000 lẻ mấy á. À, nhưng mà đất mình là giá chỉ có 600 triệu thôi. À, quá là rẻ luôn nha quý anh chị. Thuộc xã Tăng Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Khu dân cư đây ha. Đất mình là em xin nói luôn là đất mình đất cây lâu năm nha quý anh chị. À. Thì vị trí mình đi biển Hồ Tràm khá là gần nha quý anh chị. Đi Hồ Tràm Casino đây thì đi khoảng tầm 20 phút ha. 20 phút rồi đấy nè. Đây, khu dân cư trên này. Đấy. Mặt tiền đường nhựa điện nước đầy đủ nha quý anh chị. À, điện đây ha. Nước thì cục là vào tới đây rồi nha quý anh chị. À, điện nước đầy đủ. Anh chị nào thích làm đất để làm nhà vườn thì inbox liền nha em ha. Quá là đẹp. Khu dân cư đây nè. À, mình sát với khu dân cư đây ha. Mình cách hai lô. Cách hai lô là tới lô đất của mình nha quý anh chị. Tổng diện tích 1.000 mét vuông, bám mặt tiền đường nhựa 21 mét, sâu vào trong là 50 ha. Để em quay cái sổ và soi quy hoạch cho quý anh chị xem luôn ha. Đất mình là đất cây lâu năm nha quý anh chị. Đây là cái sổ của mình quý anh chị ha. Đây. Tờ bản đồ 136 thửa 136 tờ bản đồ 107, địa chỉ xã Tăng Lâm, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 1.015,6 mét vuông, hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng mình là cây lâu năm nha quý anh chị. Và đây là cái đất của mình, mặt tiền đường nhựa này. À, đất của mình quay về hướng bắc ha, ngang 21 sâu 50, để em soi quy hoạch cho anh chị xem. Và đây là quy hoạch của mình quý anh chị ha. Ngang là 21 này, sâu là 50 ha, 49,8 này. Ở phía trước mình là có suối nha quý anh chị. À, có mương suối đây ha. Suối chảy quanh năm luôn. À, có mương suối này. À, nói chung là phía trước view suối là phong thủy cực kỳ tốt luôn nha quý anh chị. À, thì quý anh chị nào mà quan tâm cái lô đất để làm nhà vườn thì inbox liền cho em ha. À, đây tổng diện tích của mình là 1.016 mét vuông này. Đất cây lâu năm ha. À, cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên cho em một like và đăng ký kênh nha quý anh chị.